Chào mừng các bạn đến với khóa học kế toán xuất nhập khẩu nâng cao tại Trung tâm Đào tạo Kế toán Việt Hưng. Xuất nhập khẩu đang là hoạt động hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh, giúp lưu thông hàng hóa, mở rộng thị trường, nghiệp vụ chính trong hoạt động thương mại của quốc gia. Khóa học này sẽ giúp các bạn tự tin thành thạo mọi nghiệp vụ, quy trình thủ tục khai hải quan, đưa ra các phương án xử lý, cân đối các chi phí, cân đối lãi lỗ, xử lý các phát sinh trong thủ tục hải quan, hoàn thuế xuất nhập khẩu có điều chỉnh hợp lý. Các nội dung trong khóa học của mảng xuất nhập khẩu nâng cao, các bạn sẽ chia làm 3 nội dung chính. Các nội dung liên quan đến khai báo đầu kỳ, phát sinh trong kỳ và nội dung liên quan đến cuối kỳ, hoàn thiện lên báo cáo tài chính. Trước khi đi vào các nội dung chính, các bạn sẽ được tìm hiểu về các thuật ngữ trong khóa học kế toán xuất nhập khẩu, thực hành các mẫu hồ sơ liên quan đến xuất nhập khẩu và hiểu rõ được các quy trình liên quan đến thủ tục khai hải quan. Ở nội dung liên quan đến khai dữ liệu đầu kỳ, các bạn sẽ được tìm hiểu về việc bàn giao sổ sách của kế toán cũ để nắm được các số liệu cũng như quy trình của công ty xuất nhập khẩu, bao gồm thực hiện khai báo các dữ liệu đầu kỳ để chúng ta có được một báo cáo liên tiếp theo các năm, so sánh kiểm tra đối chiếu sai sót giữa sổ tổng hợp và sổ chi tiết. Ở nội dung thứ hai, chúng ta sẽ đi vào các hóa đơn chứng từ thực tế trong công ty xuất nhập khẩu, hướng dẫn hạch toán các tờ khai nhập khẩu chưa thanh toán cho nhà cung cấp nước ngoài, phân biệt hạch toán các chi phí trước hải quan và chi phí sau hải quan, tính vào giá trị của hàng hóa nhập khẩu, hạch toán các nội dung liên quan đến tiền lương, trích bảo hiểm xã hội, các chi phí liên quan đến bộ phận quản lý, hạch toán các hóa đơn liên quan đến mua công cụ, tài sản cố định, hướng dẫn lập tờ khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân theo tháng hoặc theo quý, thực hiện khấu trừ thuế và lưu ý thực hiện lên tờ khai và nộp thuế nhập khẩu xuất khẩu, hướng dẫn cách khai báo thông tin trên tờ khai, làm thủ tục hoàn thuế trong công ty xuất nhập khẩu. Thủ tục hải quan đối với giao dịch trung chuyển qua kho phi thuế quan, cách hạch toán chuyển khẩu, tạm nhập, tái xuất, điều kiện cho phép kinh doanh. Ngoài ra, các vấn đề liên quan đến nhập khẩu xuất khẩu, thanh toán quốc tế, chênh lệch tỷ giá, thuế nhà thầu, ủy thác nhập khẩu, ủy thác xuất khẩu và tạm nhập tái xuất. Ở nội dung cuối kỳ, các bạn sẽ được thực hiện việc cân đối các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính, làm sao cho phù hợp đối với công ty xuất nhập khẩu, thiết lập báo cáo tài chính theo quý, theo năm, hướng dẫn việc kiểm tra sai sót khi lên báo cáo tài chính, cách quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân cuối năm và những lưu ý trong công ty xuất nhập khẩu, đánh lại các số chứng từ, thực hiện in sổ sách và lưu giữ nội bộ, kinh nghiệm khi thanh tra quyết toán thuế và chia sẻ những kinh nghiệm liên quan đến quyết toán với hải quan thuế. Đó là các nội dung chính khi các bạn tham gia vào khóa học xuất nhập khẩu nâng cao. Trong giáo trình của kế toán Việt Hưng, các bạn sẽ được lựa chọn khóa học phù hợp theo các hình thức tự học, lớp học online và học một giáo viên kèm một học viên, đặc biệt là toàn bộ các chứng từ hóa đơn các bạn sẽ được học trên trang web kế toán việt hưng.com. Các bạn sẽ nhấn vào xem giáo trình online. Khóa học kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp xuất nhập khẩu và được chia làm các phần. Để xem được nội dung của các phần thì chúng ta sẽ click trực tiếp vào nội dung của các phần học. Đối với mỗi phần thì sẽ có các chứng từ hóa đơn và mỗi chứng từ hóa đơn sẽ có video hướng dẫn cụ thể cho chúng ta cách hạch toán và thực hiện các nghiệp vụ và cách hạch toán trên phần mềm. Đó là các nội dung chính khi chúng ta tham gia vào khóa học liên quan đến kế toán xuất nhập khẩu nâng cao. Kế toán Việt Hưng hy vọng sẽ được chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm cho các bạn ngay từ hôm nay. Đăng ký nhận lộ trình tư vấn khóa học bằng cách liên hệ đến các số hotline của trung tâm hoặc gọi đến hotline số 0988 680 223 để được hỗ trợ và tư vấn ngay hôm nay.